Nước Việt Nam. Trong phần này gồm có 8 phần: 1. Quốc hiệu, 2. Vị trí và diện tích, 3. Địa thế, 4. Chủng loại, 5. Góc tích, 6. Người Việt Nam, 7. Sự mở mang bờ cõi, 8. Lịch sử Việt Nam. 1. Quốc hiệu. Nước Việt Nam ta về đời Hồng Bàng năm 2897 đến năm 258 trước Tây Lịch, gọi là Văn Lang, đời Thục An Dương Vương, năm 257 đến năm 207 trước Tây Lịch, thì gọi là Âu Lạc, đến nhà Tần, năm 246 đến năm 206 trước Tây Lịch, lược định phía Nam thì đặt làm Tượng Quận, sau nhà Hán, năm 202 trước Tây Lịch, đến năm 220 sau Tây Lịch, dứt nhà Triệu, chia đất Tượng Quận ra làm ba quận là giao chỉ, cửu chân và nhật nam. Đến cuối đời Đông Hán, vua Hiến Đế đổi giao chỉ làm giao châu. Nhà Đường năm 618 đến năm 907 lại đặt là An Nam đô hộ phủ. Từ khi nhà Đinh năm 968 đến năm 980 dẹp xong loạn thập nhị sứ quân, lập nên một nước tự chủ, đổi quốc hiệu là Đại Cổ Việt vua Lý Thánh Tông đổi là Đại Việt. Đến đời vua Lý Anh Tông, nhà Tống bên Tàu mới công nhận là An Nam Quốc. Đến đời vua Gia Long, thống nhất được cả Nam Bắc năm 1802, lấy lẽ rằng Nam là An Nam, Việt là Việt Thường mới đặt quốc hiệu là Việt Nam. Vua Minh Mệnh lại cải làm Đại Nam. Quốc hiệu nước ta thay đổi đã nhiều lần. Tuy rằng ngày nay ta vẫn theo thói quen dùng hai chữ An Nam, nhưng vì hai chữ ấy có ngụ ý phải thần phục nước Tàu, vậy thì ta nên nhất định lấy tên Việt Nam mà gọi nước nhà. 2. Vị trí và diện tích Nước Việt Nam ở về phía đông nam châu Á, Tế Á, hẹp bề ngang, dài bề dọc, hình cong như chữ S. Trên phía bắc và dưới phía nam phình rộng ra, khúc giữa miền Trung thì eo hẹp lại. Đông và Nam giáp bể Trung Quốc, tức là bể Nam Hải. Tây giáp Ai Lao và Cao Miên. Bắc giáp nước Tàu, liền với tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam. Diện tích cả nước rộng chừng 312.000 km vuông chia ra như sau này. Bắc Việt 105.000 km vuông Trung Việt 150.000 km vuông Nam Việt 57.000 km vuông 3. Địa thế Nước ta hiện nay chia làm 3 cõi Bắc Việt, Trung Việt và Nam Việt Đất Bắc Việt có sông Hồng Hà tức là sông Nhị Hà và sông Thái Bình Mạn trên gọi là Thượng Du lắm rừng nhiều núi ít người ở Mạn dưới gọi là Trung Châu đất đồng bằng người ở chen trúc đông lắm đất Trung Việt thì chỉ có một dải ở men bờ bể, còn ở trong có núi Tràng Sơn chạy dọc từ Bắc Việt vào gần đến Nam Việt, cho nên người chỉ ở được mạn gần bể mà thôi. Đất Nam Việt thì ở vào khúc dưới sông Mê Công, tức là sông Cửu Long. Lại có sông Đồng Nai chảy ở mé trên, cho nên đất tốt, ruộng nhiều, dân gian chủ phú và dễ làm ăn hơn cả. 4. Chủng loại người Việt Nam có nhiều dân tộc ở như là ở về miền Thượng Du Bắc Việt thì có dân Thái tức là Thổ, Mường, Mán, Mèo. Ở về miền rừng núi Trung Việt thì có dân tộc Mọi và Tràm tức là Hời. Ở về miền Nam Việt thì có dân Mọi, Tràm, Trà Chà Và và Khách vân vân. Những dân ấy ở trong ba nơi tất cả đến non một triệu người còn thì dân tộc Việt Nam ở hết cả. Số người Việt Nam ở trong ba nơi có thể chia ra như sau này. Bắc Việt 8 triệu 700 ngàn người Trung Việt 5 triệu 650 ngàn người Nam Việt 4 triệu 616 ngàn người Ghi chú, số này là theo sách địa dư của ông Russia năm 1939 chép lại chứ không chắc đã đúng số nhất định của người mình. Hết ghi chú. Cả thầy cộng lại độ chừng non 19 triệu người. 5. Gốc tích Theo ý kiến của nhà kê cứu của nước Pháp, thì người Việt Nam và người Thái đều ở miền núi Tây Tạng xuống. Người Việt Nam theo sông Hồng Hà lần xuống phía Đông Nam lập ra nước Việt Nam ta bây giờ. Còn người Thái thì theo sông Mê Công xuống lập ra nước tiêm la tức là thái lan và các nước lào lại có rất nhiều người tàu và người việt nam nói rằng nguyên khi xưa đất nước tàu có giống tam miêu ở sau giống hán tộc tức là người tàu bây giờ ở phía tây bắc đến đánh đuổi người tam miêu đi chiếm giữ lấy vùng sông hoàng hà lập ra nước tàu rồi dần dần xuống phía nam người tam miêu phải lẩn núp trong rừng hay là xuống ở miền việt nam ta bây giờ những ý kiến ấy là theo lý mà suy ra đó thôi chứ cũng chưa có cái gì làm chứng cho đích xác chỉ biết rằng người việt nam ta trước có hai ngón chân cái giao lại với nhau cho nên tàu mới gọi ta là giao chỉ mà xem các loài khác không có loài nào như vậy thì tất ta là một loài riêng chứ không phải là loài tam miêu Dẫu người mình thuộc về chủng loài nào mặc lòng Về sao người Tàu sang cai trị hàng hơn 1.000 năm Lại có khi đem sang nước ta hơn 40 vạn binh Chắc là nòi giống cũ của mình cũng đã lai đi nhiều rồi Mới thành ra người Việt Nam ngày nay 6. Người Việt Nam Người Việt Nam thuộc về loại da vàng Nhưng mà người nào phải đi làm lụng, dầm mưa, dãi nắng lắm Thì nước da ngăm ngăm đen người nào nhàn hạ phong lưu ở trong nhà luôn thì nước da trắng như màu ngà cũ. Chạc người thì thấp nhỏ hơn người tàu mà lăn lẳn con người chứ không to béo. Mặt thì xương xương, trông hơi bèn bẹt. Chán thì cao và rộng, mắt hơi xích về đằng đuôi. Hai gò má cao, mũi hơi tẹt, môi hơi dày, răng thì to mà lại nhuộm đen. Râu thì thưa mà ít, tóc thì nhiều và dài đen và hơi cứng dáng điệu đi đứng thì nhẹ nhàng và xem ra bộ vững vàng chắc chắn áo quần thì dài rộng đàn ông thì búi tóc và cuốn khăn vành rây áo mặc dài quá đầu gối tay áo thì chật ống quần thì rộng đàn bà ở bắc việt và phía bắc trung việt thì đội khăn mà ở chỗ thành thị thì mặc quần còn ở nhà quê thì hay mặc váy ở phía nam trung việt và nam việt thì đàn bà hay mặc quần cả và búi tóc chứ không đội khăn bao giờ về đàng trí tuệ và tính tình thì người việt nam có cả các tính tốt và các tính xấu đại khái thì trí tuệ minh mẫn học chóng hiểu khéo chân tay nhiều người sáng dạ nhớ lâu lại có tính hiếu học trọng sự học thức quý sự lễ phép mến điều đạo đức lấy sự nhân nghĩa lễ trí tín làm năm đạo thường cho sự ăn ở tuy vậy vẫn hay có tính tinh vặt cũng có khi quỷ quyệt và hay bài bác mà nhạo chế thường thì nhút nhát hay khiếp sợ và muốn sự hòa bình nhưng mà đã đi trận mạc thì cũng có can đảm biết giữ kỷ luật tâm địa thì nông nổi hay làm liều không kiên nhẫn hay khoe khoang và ưa trương hoàng bề ngoài hiếu danh vọng thích chơi bời, mê cờ bạc, hay tin ma quỷ, sùng sự lễ bái nhưng mà vẫn không nhiệt tín tôn giáo nào cả. Kiêu ngạo và hay nói khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn. Đàn bà thì hay làm lụng và đảm đang, khéo chân, khéo tay, làm được đủ mọi việc mà lại biết lấy việc gia đạo làm trọng, hết lòng chiều chồng, nuôi con, thường giữ được các đức tính rất quý là tiết nghĩa cần kiệm người việt nam từ bắc chí nam đều theo một phong tục nói một thứ tiếng ghi chú tuy rằng mỗi nơi có một ít tiếng thổ âm riêng và cái giọng nói nặng nhẹ hết ghi chú cùng giữ một kỷ niệm thật là cái tính đồng nhất của một dân tộc từ đầu nước đến cuối nước 7. Sự mở mang bờ cõi người nói giống Việt Nam ta mỗi ngày một nảy nở ra nhiều mà ở phía Bắc thì đã có nước tàu cường thịnh phía Tây thì lắm núi nhiều rừng đường đi lại không tiện cho nên mới theo bờ bể lần xuống phía Nam đánh lâm ấp dứt chiêm thành chiếm đất chân lạp mở ra bờ cõi bây giờ 8. Lịch sử Việt Nam Từ khi người Việt Nam lập thành nước đến giờ kể hàng mấy nghìn năm phải người tàu cai trị mấy lần chịu khổ sở biết bao nhiêu phen thế mà sau lại lập được cái nền tự chủ và vẫn giữ được cái tính đặc biệt của giống mình ấy là đủ tỏ ra rằng khí lực của người mình không đến nỗi kém hèn cho lắm tuy rằng mình chưa làm được việc gì cho vẻ vang bằng người nhưng mình còn có thể hy vọng một ngày kia cũng nên được một nước cường thịnh vậy ghi chép những cơ hội gian chân những sự biến cố của nước mình đã trải qua và kể những công việc của người mình làm từ đời nọ qua đời kia để cho mọi người trong nước đều biết, ấy là sách Việt Nam sử. Nay ta nên theo từng thời đại mà chia sách Việt Nam sử ra năm phần để cho tiện sự kê cứu. Phần 1: Thượng cổ thời đại. Phần 2: Bắc thuộc thời đại. Phần 3: Tự chủ thời đại. Phần 4: Nam Bắc phân chia thời đại. Phần 5, cận kim thời đại.